Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống Phố Núi. Và ngay bây giờ là nội dung của bản tin nóng ngày hôm nay. Phát hiện thi thể người đàn ông bị đốt cháy trong thùng phi. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 22 tháng 2, người dân tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương đã phát hiện một thi thể đang bị đốt cháy trong thùng phi ở khu vườn của một hộ dân trong thôn. Sau khi đã nhận được tin báo, công an xã Lê Lợi đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên công an huyện An Dương. Trong tối ngày 22 tháng 2, các đơn vị nghiệp vụ, công an thành phố Hải Phòng phối hợp với công an huyện An Dương đến hiện trường khám nghiệm và thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu đã xác định được nạn nhân là nam giới, có vết chém ở cổ do thi thể bị cháy, biến dạng, nên cơ quan công an vẫn đang tập trung và xác định danh tính nạn nhân. Theo thông tin mới nhất, thì cơ quan công an đã xác định được nạn nhân chính là anh Nguyễn Văn Lâm, 27 tuổi, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương. Anh Nguyễn Văn Lâm đến nhà Phạm Văn Tuấn, 24 tuổi, xã Lê Lợi, huyện An Dương để đòi nợ. Hai bên đã xảy ra xô xát và Tuấn đã dùng dao chém anh Lâm gục chết trong nhà. Sau đó Tuấn dọn hiện trường và bỏ xác vào thùng phi và mua xăng về đốt sau nhà. Khi người dân phàn nàn mùi khét đẹp, lửa khói bốc cao thì Tuấn đã giải thích là đốt quần áo rách. Ngay sau đó, nghi phạm này đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang truy tìm Tuấn và điều tra làm rõ vụ việc. Mình sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này để chia sẻ đến các bạn. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.